Xin chào anh em, mình đã trở lại đây. Game mobile ngày càng chứng minh vị trí vững chắc của mình trong lòng game thủ bằng sự tiện lợi thuận tiện và dễ dàng chơi được mọi lúc mọi nơi. Không những thế, đây còn là một trong những nền tảng được nhiều ông lớn làng game chú ý đến. Không chỉ là những tựa game đơn giản thuần túy giải trí, mà nền tảng mobile cũng sở hữu cho mình những con game thuộc hàng bom tấn đến từ những thương hiệu nổi tiếng mà trước đây đã từng công phá nền tảng PC console và nay cũng có cho mình những phiên bản di động. Vì thế, nội dung trong video này, mình sẽ giúp bạn tổng hợp những tựa game mobile hấp dẫn với tiêu chí là game mới với đồ họa và lối chơi đỉnh cao. Đây đều được đánh giá là những sản phẩm ưu tú, là những tựa game nổi bật mà bạn không thể bỏ qua trong năm 2021. Và lưu ý, một số tựa game sẽ mới trong giai đoạn thử nghiệm giới hạn và bạn cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới trải nghiệm được chúng. Medal Revolution Mobile. Được biết, lần thử nghiệm này kéo dài từ ngày 27 đến ngày 10 tháng 6. Người chơi khu vực Thái Lan, Indo và Singapore có thể chơi trước bản Global Beta. Còn riêng với game thủ Việt Nam, cần thay đổi IP sang những khu vực này để tải game. Theo đó, sản phẩm này lột xác hoàn toàn trong phiên bản hiện tại, là tựa game đối kháng với lối chơi hấp dẫn và tạo hình nhân vật cũng đa dạng theo hướng tương lai. Thế nhưng yếu tố cốt lõi vẫn là gameplay của nó, với hệ thống kỹ năng và cơ chế combo của mỗi nhân vật đều vô cùng đa dạng. Người chơi sẽ tập làm quen với công việc điều khiển nhân vật bằng hệ thống phím ảo thiết kế theo kiểu game console, không chỉ giúp bạn dễ dàng thao tác mà còn thuận tiện cho việc thi triển kỹ năng. Hiện tại bạn có thể trải qua những chỗ đồ chơi quen thuộc như là đối kháng, luyện tập, xếp hạng, giúp người chơi thỏa sức mà thể hiện bản thân. Atelier Fusion. Như vậy là tựa game này đã chính thức công bố phiên bản di động hoàn chỉnh của mình, là một tựa game nhập vai đánh theo lượt với dàn mỹ nhân mang đậm phong cách Nhật Bản. Game được xây dựng dựa trên công nghệ 3D nên hoàn toàn làm người chơi choáng ngợp với hệ thống kỹ năng đa dạng. Đặc biệt, đồ họa anime không chỉ mang tới nhiều sắc thái khác nhau khi những cô nàng tung ra tuyệt chiêu mạnh nhất, mà còn thể hiện nét dễ thương với giọng nói vô cùng đáng yêu. Lối chơi của nó sẽ cần bạn sưu tầm thật nhiều nhân vật, qua đó phải liên tục nâng cao năng lực bản thân. Game thủ sẽ tùy ý sáng tạo với vô vàn đội hình và mỗi kiểu kết hợp khác nhau sẽ cho ra những đòn đánh hay là combo hủy diệt. Và ngoài việc tham gia chiến đấu chinh phục phó bản, người chơi còn được thiết kế và thay đổi phong cách thời trang cho nhân vật, sắm sửa nhà cửa và tạo dựng cơ ngơi cho riêng mình. A-Racer. Được giới thiệu là dự án hợp tác của Netchi và thương hiệu làm game đua xe Cooler Master, hiện tại đã công bố phiên bản thử nghiệm mới nhất của mình và bạn có thể kéo xuống phần mô tả để tải game, sau đó đăng nhập nhanh là có thể trải nghiệm được tựa game này. Tuy nhiên, một điều hết sức lưu ý là cấu hình của game thuộc loại sát phần cứng và không phải điện thoại nào cũng có thể chơi được. Lý do là bởi đây là game đua xe hiếm hoi, sử dụng công nghệ đồ họa tân tiến Unreal Engine 4. Bạn sẽ được trải nghiệm chất lượng đồ họa cao nhất của những mẫu xe đua thời thượng hiện nay, những cung đường tuyệt đẹp chạy dài từ Á sang Âu và được tái hiện vô cùng sinh động trong game. Bên cạnh đó, cơ chế đua xe của nó phải nói là vô cùng hấp dẫn, thực tế và hoành tráng, đòi hỏi game thủ phải có kiến thức vật lý về chuyển động và hiểu rõ chiếc xe của mình cần nâng cấp thứ gì. Tuy vậy, bạn cần trực tiếp trải nghiệm game để hiểu rõ những gì mình nói có đúng hay là không. Moonlight Sculptor. Vốn được gọi với cái tên là Con đường đế vương, là bộ truyện 1450 tập, phát hành online kể từ tháng 7 năm 2019 và hãng làm game Hàn Quốc Kakao đã cho ra mắt một tựa game mobile dựa theo nội dung của bộ truyện đình đám này. Theo đó, game lựa chọn phong cách chủ đạo là game nhập vai chặt chém. Bạn sẽ tiến hành làm nhiệm vụ nhận điểm kinh nghiệm và khi nhân vật lên một cấp độ mới thì những tính năng và hoạt động cũng dần mở khóa.
game sẽ có những giải đấu PvP hàng tuần, nơi mà người chơi có thể kiếm được danh hiệu và một loạt chiến lợi phẩm độc nhất vô nhị. Ngoài ra còn được bật mod PK trong thế giới mở và đối đầu với bất kỳ người chơi khác như mình. Bên cạnh đó, người chơi có thể thuần hóa thú cưng, thuê lính hỗ trợ trong quá trình full level. Thỉnh thoảng người chơi sẽ nhận được quest ẩn và tất nhiên đằng sau đó là một kho tàng bảo vật nguy hiểm đang chờ đợi. Burnishing Grey Raven là tựa game anime hành động nhập vai chặt chém, phải nói là có chiều sâu nhất trên nền tảng di động. Hiện tại đã công bố phiên bản thử nghiệm giới hạn và lần này sẽ được hỗ trợ tiếng Anh trong game. Vì thế, với những giá trị cốt lõi làm nên tên tuổi cho mình, đây hứa hẹn sẽ là tựa game bom tấn trong năm 2021 và khoái đảo là game di động khi nó ra mắt chính thức. Về cơ bản, đây vẫn là game nhập vai hành động góc nhìn thứ ba, đi kèm cơ chế chiến đấu vô cùng linh hoạt, đặc biệt là đồ họa ấn tượng lấy cảm hứng từ anime, làm cho bất cứ ai đều yêu mến và có cảm tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và điểm sáng giá của game là bạn có thể di chuyển tự do qua những thế giới 3D đẹp mắt. Tuy nhiên, cơ chế chiến đấu có điểm khác biệt là bạn chỉ có thể dùng kỹ năng đặc biệt sau khi né tránh hay là tấn công đối thủ thành công, và đề cao khía cạnh combo vô cùng, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng luyện tập từ game thủ. Super Train đến từ một nhà phát triển nhỏ tại Hàn Quốc, đây chính là tựa game nhập vai siêu anh hùng hấp dẫn đang nhận về khá nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng game thủ nơi đây. Game sở hữu cho mình nền đồ họa 3D hoành tráng, lần lượt đem đến dàn nhân vật với tạo hình và năng lực ấn tượng. Hầu hết nhân vật đều sở hữu một loại năng lực thú vị, ví dụ như là tái sinh hay điều khiển lửa, và chính hoạt ảnh được chăm chút tỉ mỉ của game là điểm nhấn nhằm thiền sức mạnh của từng nhân vật. Lối chơi của nó xoay quanh công việc bố trí đội hình, qua đó game thủ có thể đa dạng chiến thuật để đánh boss hay đơn giản là PP với người chơi khác. Điểm trừ duy nhất là game chưa hỗ trợ tiếng Anh, do đó nếu muốn theo dõi cốt truyện của nó là điều tương đối khó khăn với người chơi nước ngoài. Tuy vậy, khả năng cao game sẽ sớm ra mắt phiên bản toàn cầu, và khi ai biết đâu sẽ có luôn ngôn ngữ tiếng Việt giúp cho game thủ nước ta dễ dàng tiếp cận game hơn. Over Eclipse. Đây là dự án game mobile thế giới mở đầy tham vọng, sở hữu đồ họa 3D phá cách và lần lượt từng nhân vật cũng như thế giới mở rộng của game sẽ được khắc họa chi tiết đến game thủ, và độ hoành tráng của nó thể hiện rõ nét thông qua những kiến trúc rộng lớn hay nét chấm phá độc đáo trong vũ khí và những con chùm khổng lồ. Lối chơi của game xoay quanh công việc khám phá thế giới mở rộng và đối mặt với những con quái vật khổng lồ. Bạn sẽ điều khiển nhân vật du hành qua nhiều vùng đất khác nhau, chạm trán với đủ loại kẻ thù và từng bước khám phá sâu hơn vào cốt truyện trong game. Tại đây, những màn giao tranh sẽ được thể hiện thông qua kiểu chơi đánh theo lượt, với việc chủ động tung ra chiêu thức, lồng ghép với việc bố trí đội hình. Tuy vậy, giống như là Super Train, hiện tại game mới chỉ ra mắt tại khu vực Nhật Bản, và ngoài ngôn ngữ này thì không còn ngôn ngữ nào khác, làm cản trở không ít thì nhiều, nếu như game thủ không biết tiếng Nhật mà muốn chơi game. Maskuba là tựa game đua mô tô vượt địa hình độc đáo, mới được ra mắt gần đây cho nền tảng di động. Đây vốn là sản phẩm chuyển thể từ game PC, đã mở ra một không gian mới sinh động và hoạt náo thông qua hình thức đua xe địa hình. Game là phần tiếp nối của Maskuba 2 và được xây dựng hoàn toàn bằng đồ họa 3D, mang đến những chuyển động và động tác thực tế hơn nhiều. Lối chơi thì tập trung công việc điều khiển xe đua, có thể tham gia với người chơi khác hay thậm chí là mời bạn bè cùng trải nghiệm. Và quy tắc thì vô cùng đơn giản, là điều khiển xe điêu luyện để là người về đích đầu tiên. Qua đó càng ngày càng có điều kiện, thi triển như màn nhào lộn đánh võng trên trời.
game thủ sẽ dễ dàng ghi điểm trong mắt khán giả và từng bước chinh phục một loạt giải đấu tầm cỡ toàn cầu. Đặc biệt cấu hình và dung lượng của game khá nhẹ, đồng thời là game miễn phí trên cả Android và iOS. Nier Reincarnation. Nier Automata được xem là tựa game thành công nhất trong series, và chính vì lẽ đó mà Square Enix quyết tâm mang thương hiệu này lên nền tảng di động và được đích thân nhà sáng tạo Yoko Taro là người đứng sau thành công của Nier Automata trong vai trò giám đốc sáng tạo. Và sau khi công bố phiên bản tại quê hương của mình thì mới đây Square Enix lại tung ra thông tin về phiên bản tiếng Anh và đang được thử nghiệm giới hạn trên Android. Và theo một vài nguồn tin thì rất có thể vào cuối năm nay tựa game này sẽ chính thức phát hành phiên bản toàn cầu. Và mặc dù game được đánh giá là không cao bằng Nier Automata, tuy nhiên đây vẫn là một siêu phẩm về đồ họa, bất chấp lối chơi toolbar tương đối kén người chơi. Vì vậy nếu muốn mong chờ một tựa game sở hữu những màn đấm đá bay nhảy cuồng bạo, thì tựa game này không phải như thế, mà nghiêng nhiều về hướng chiến thuật sưu tầm đội hình, hoàn toàn khác xa với tựa game gốc mà chúng ta từng biết trước đây. Và như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn dưới phần mô tả và công việc của bạn chỉ là nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên bạn hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Sau cùng xin chào và hẹn gặp lại kiếm thủ trong những video lần sau. That should do it.